chưa? Rồi, hello anh em đã quay trở lại với kênh của Minh Biker. Thì hôm nay em Minh lại về cho anh em một em ngồi đó đi. Ngồi đây anh em. Một em CB300 lướt của một anh thầy giáo dạy tiếng Đức nha anh em. Anh em nào muốn học tiếng Đức thì alo mình cho info. Mà hình như anh dạy ở trong trường không á. Quay cho anh em, em này đi được 6.500 cây nha anh em. Nhưng mà do là gọi là ảnh để lâu ảnh không sử dụng á anh em. Đó, anh để lâu ảnh không sử dụng thì nó không ảnh hưởng gì hết. Chỉ có cộng sên sắt nó hơi sát xíu xíu thôi, nhưng mà chạy ok bình thường. Đây đây, quay quay cái đồng hồ. Anh em nào thích mẫu CB CB300 thì anh em cứ alo cho mình. Đó. Thì lý do vì sao mà có con này, mỗi xe mình đều có lý do hết nha anh em. Thì ảnh muốn trải nghiệm thử dòng Kawasaki Z1000. Thì ảnh mới để lại cho mình em CB300. Đó. Rồi, thì có lý do người ta úp đổi ha. Nói chung là xe này anh cũng không đi đâu, nó là một năm anh đi có một xíu rồi đó. Ít đi lắm, cực kỳ ít đi. Thì đây là Kawasaki Z1000. Thì ảnh khách mua xe bên mình nó muốn làm cái gì bên mình làm hết. Sẵn đây mình quay cho anh em coi. Có nghĩa là xe này màu xanh, nhưng mà anh muốn đổi màu đen thì mình đã tư vấn là dán đề can. Thì cái dán đề can là cái ok nhất. Thứ nhất là mình giữ lại cái màu zin. Thứ hai là nó rất là đẹp. Anh em thấy không? Dán lên nó không khác gì sơn đâu, rất là đẹp mà nó nhanh nữa. Nó đẹp và nhanh. Đây, warp lại màu đen đó. Bên mình hỗ trợ làm khi mà khách yêu cầu. Khách hàng là thượng đế anh em đó. Rồi, ảnh có muốn lên một cái đuôi tích hợp xi nhan nữa. Đây. Rồi, mà xong rồi. Thôi được rồi, rồi ok. Cái này khỏi quay nhiều. Đây. Xe mình vệ sinh lại cho anh rất là đẹp. Và chờ anh tới lấy thôi. Nói chung anh em muốn làm gì thì để cho mình thời gian mình làm được hết. Bây giờ tập trung em CB300 nè. Ninja 400 thì có một cặp. MT15 thì chuẩn bị giao. Đó. Thì em này thì không có gì nhiều. Chỉ có cái kính, nói chung là thầy giáo người ta cũng không lên nhiều. Chỉ có cái kính nhìn cho nó kiểu dáng chút xíu. Đó. Còn xe thì rất là đẹp. Có chống đổ à, có chống đổ nè. Quay chống đổ, có chống đổ à. Đó, có chống đổ. Với lại anh gắn một số ốc titan nhìn cho đẹp đẹp. Đưa ra cho anh mượn máy quay để anh quay cho anh em xem. Đó, anh em mà thích CB300 thì cứ liên hệ mình ha anh em ha. Đó, CB300. Tay con tay thắng là đẹp hết nha anh em. Đó. Clip sau thì ở ngoài như vậy. Đấy. Đó, anh em coi rõ chưa? Qua phần ghi đông. Mình quay từng chi tiết để anh em chọn lựa. Bình xăng thì ok la ha anh em ha. Để mình soi thử có chày gì không nha. Đó. Trên đây là hầu như không có chày ha anh em ha. Ở dưới đây thì chắc là do gửi xe nó xước xước nhẹ nhẹ nè, xước nhẹ một xíu rồi đó. Còn như là rất là đẹp. Cục máy nè ha. Đó, chống đổ nè. Cục máy nè, đẹp mới luôn ha. Sơn cục máy thì anh em có thể coi là nó không có chày xước hay là gì ha anh em ha. Đó. Cái chỗ dậm chân này thì nó chóc miếng ha, miếng sơn ha, tại vì cái chân anh em dậm lên mà. Đó, thì chóc xe thì mình thấy rất là mới, cao su nè, thì còn rất là mới nè, 6.000 cây thì nó như mới anh em thấy chưa. Đó. Cái này cái bát nè, bát gác chân nè, còn mới tinh. Bô nè, miếng inox nè, mới là góc titan nè. Góc titan nè. Đó. Cái bô giữ xe thì nó xước lông mèo ha anh em, đó. Không đẹp cái chân nè ha. Đó, mình quay chi tiết cho anh em coi để anh em muốn mua thì mua. Con này thì mình bán cho anh em ở đây có trắng bùn nè, biển số Sài Gòn nha anh em, biển số thành phố Hồ Chí Minh nha. Xe này xe thành phố Hồ Chí Minh. Bán anh em bao nhiêu ta? Bán anh em là 80 8 mấy ta? 80 84 triệu nha anh em. Đó, 84 triệu. À, xe mình đã thay nhớt luôn rồi nha anh em. Nói đúng nghĩa là xe đã thay nhớt luôn. Anh em chỉ đem về anh em chạy review thôi nha. Đó, 84 triệu cho một em CB300 ABS nha anh em. Xe này thì chạy là bao với anh em là không lỗi thời nha. Không bao giờ lỗi thời. Đó.
bình xăng bên phải nè nha anh em. Đó, quay cho anh em coi, nhiều khi anh em coi trên mạng anh em có thể chốt được luôn. Này, gác chân bên đây nè, cục máy nè, đó, anh em thấy không? Đó, quay gì là quá kỹ đúng anh em. Quay gì là còn cái gì đâu mà nói đúng không anh em? Đó, em mở chìa khóa cho anh em coi tiếng bô coi coi. Rồi, sẵn em làm người mẫu ngồi trên xe coi. Mét ra 7, hơn mét 75 ha. Cho anh em tiếng bô coi. Thì bô zin không có gì để bàn cãi, em ngồi trên xe luôn. À, con này chiều cao 1m75 ngồi nha anh em. Đó, thì ok luôn nha, 1m75 ngồi thì 1m75 100kg à. 1m75 ngồi thì ok la nha anh em. Nói chung là trên 1m65 ngồi là đẹp nha anh em, mà 1m75 ngồi là rất là hầm hố nha. Nó không có nhỏ đâu nha anh em. Đó, xe nó không có nhỏ đâu. Đó, thì xe cái dòng CB300 là đèn này nó luôn sáng, khi anh em mở xi nhan thì nó mới chớp. Đó, khi anh em mở xi nhan nó mới chớp nha anh em. Rồi, như vậy là quay quá kỹ cho anh em rồi ha. Rồi, cảm ơn em người mẫu. Em này 1m75 á, nếu mà em dày là thành 1m78, gần 1m8 anh em. Ngồi nó vẫn không có nhỏ đâu nha anh em, CB300 không nhỏ nha. Đó, rồi ok chưa anh em, quá kỹ rồi ha, chắc không cần quay gì nữa. Đó, à mình nói cộng sơn thì anh em mà đi lâu ngày không đi, anh em đi về bữa thì nó đen lại thôi. Đó, lâu ngày không đi thì nó không có còn trắng. Đó, ok chưa anh em. Vỏ viết được cái gì cũng mới hết luôn anh em ơi. Rồi cái gì ok, 6.000 cây không có gì để bàn. Nay một cặp Ninja 400 nè, con đỏ 6.000 cây nè. Đó, rồi đây là dàn giờ 15 cho anh em chọn lựa nè, CBR250 luôn cho anh em úp CC, anh em úp CC cứ ghé mình nha, mọi xe còn đầy đủ đồ zin. Đó, giá chỉ từ là 35 triệu là cho những em R15 nha, anh em nào qua thì cứ bên mình còn nhiều xe, anh em cứ ghé để chọn lựa những em R15. Đó, em R15 này là 13.000 cây nè. Đó, em này là 10.000 cây, em trong kia là 4.000 cây nha anh em. Đó, hai em này là biển số Sài Gòn, biển số Sài Gòn, biển số Tiền Giang. Em này thì đẹp nhất ha, thì chạy ít là đẹp nhất. Em nào cũng có chống đổ ha, một cái chống đổ, hai cái chống đổ, ba chống đổ, em nào cũng có chống đổ hết. Thích em nào thì có em đó nha. Anh em cứ thích em nào là sẽ có em đó. Em nào muốn úp xe lên CBR250 là bên mình hỗ trợ luôn. Đó. Rồi ok, em này thì chuẩn bị giao nè. Em này hay thiệt sự luôn, mua biên hòa, giao biên hòa luôn nha anh em. Ok anh em. Muốn cào cào là có cào cào cho anh em luôn nha. Ok anh em nha. Rồi, thích thì cứ liên hệ mình nha. Một lần nữa là cảm ơn người anh giáo viên giảng viên dạy tiếng Đức ha, đã nhượng lại con CB300 để lấy em Z1000 để trải nghiệm. Đẹp, cái kính này là mình gắn thêm cho ảnh luôn nha. Cái xe lúc giao là không có kính anh em ơi. Kính này gắn thêm cho ảnh. Ok anh em.